chào bà con. Hôm nay mình làm cái clip này, mình xin hướng dẫn cho bà con về cách để con giống cho đạt hiệu quả cao từ lúc tách mẹ ra, mà làm sao mà nuôi cho đạt 100%. Đây, hôm nay mình chỉ bà con nè. Cái tí bây giờ mình xin nói nha. Cái con này đang tách mẹ ra nha. Tách mẹ ra, con tách mạnh mẹ ra nha. Mình đem mình để riêng chống máy đi. Đó, mình chẳng hạn như đây là con đây mình tách ra nha. Mình tách ra mình nhốt một chuồng tập thể cũng được, hai mình nhốt cho hai con luôn nè. Mình đang lửa trống máy rồi nè. Mình mới tách ra nè, mình để hai con hết nè. Trống máy tầm lửa cụp lên cụp xuống á, mình để trống máy hết đều. Với điều kiện đây là cái máng không nè, mình chỉ một ngày mình cho ăn nó nhiều đây thôi. Đây là ở ngoài Bắc này kêu một cái thìa canh, trong Nam một cái bằng cái muỗng ăn cơm, mà muỗng canh chắc một nửa nắm rồi không ai không đến đâu đúng không đến nửa nắm đâu đúng không? Không có một muỗng canh, cái muỗng đó, cái muỗng canh á, muỗng canh ăn cơm á nè, chút xíu à, nè chút xíu nè. Nhớ nha, mình xin nói lại là lúc tách con ra một buổi sáng ăn nhiêu đây thôi nha, cả ngày không cho ăn nữa, buổi chiều không cho ăn nha, nó đói kệ nó, thậm chí nó thấy nó đói mình nó ra nó giành mình luôn á. Nhưng mà cứ 4 ngày buổi chiều không cho ăn là ngày thứ 5 buổi chiều cho ăn lần thôi, là toàn bộ phải bỏ 4 ngày cho ăn ngày buổi chiều, còn buổi sáng hay cho ra như đó thôi, cho bù câu đói và thấy mình nó còn mừng nữa, nó còn mà đập cánh vậy. Nhớ đừng cho ăn nhiều, thứ nhất chướng nhiều, thứ hai là aculi chết, thứ ba tụ huyết trùng chết. Bù câu nó có ba loại đó nha, nó có ba loại đó, bệnh đó mình nên ngừa cái đó trước, là mình cho ăn ít là nuôi 100% sống. Lý do gì mà bồ câu đang sống trong mẹ, mẹ đút bù diều bự thì bự gì không chết đâu, tại vì ở trong mẹ nó có sữa diều, ra ngoài cho ăn là không sữa diều nữa, mà bồ câu mới tách ra ham ăn, ăn càng nhiều thức ăn nở ra bồ câu chết. Mình xin nhắc lại bà con, cho ăn một buổi sáng, buổi chiều không cho ăn, 4 ngày cái buổi chiều, ngày thứ 5 mà hãy cho ăn lần buổi chiều, bồ câu không bao giờ chết. Cho ăn càng ít thì bà con càng thành công. Còn cái chế độ cám hay thức ăn cho nó thì mình cũng trộn như thế nào anh? Cũng trộn là hiện giờ là mình trộn 50 cám 50 lúa mì, mình vẫn trộn vậy, mình cứ cho ăn như thế đó là đạt đó. Mình xin nói cái cách để giống, nếu không nó sẽ bị ba thứ bệnh đó. Thứ nhất, ăn nhiều là nó bị nổi hột, chảy nước mũi, khò khè, gục gặt, xù lông cánh, chết. Cái mà khò khẹt á là bị đó là bị CLD, là coi như là bệnh, cái bệnh đó ăn nhiều là từ aculi nó biến chứng qua bên nào thì nó khò khẹt là nó qua là tụ huyết trùng là nó chết. Về cái lý do gì cho ăn nhiều đó, mình xin nói bà con là cái cách để cho ăn vậy. Và sau này mua con giống của Minh Dũng về, Minh Dũng cũng chỉ như vậy. Và những người không mua con giống của Minh Dũng mà mua ở những trại khác, mà những trại khác chưa chỉ, nên học theo Minh Dũng, nếu có sai Minh Dũng đền. Khi những cái cặp bồ câu mà mình tách ra này anh Dũng này, thì khoảng bao nhiêu tháng hoặc là bao nhiêu ngày tuổi thì mình bắt đầu mình tách ra? Mình xin nói rõ, bồ câu mà mình tách mẹ ra phải 35 ngày mình lựa trống máy rồi mình đem ra, mình bỏ từ ô luôn, bảo đảm 3 tháng sau đẻ cái cặp đó, 3 tháng sau đẻ. Mình để quần thể này cũng được, lý do gì để quần thể không, mình
xin nói để quần thể là mình tránh cái trùng huyết. Tại bồ câu nhiều người người ta nuôi là đẻ cặp này ra, đẻ cặp nữa, lập nữa, để anh em để nhau dài dài sẽ bị trùng huyết con nó nhỏ. Nhưng mà mình bệ để một cái quần thể vậy là sẽ lộn xộn nhau, ra con vẫn to như bồ câu bình thường. À, anh Dũng này thì những cái cặp ở trại anh này thì đã phân chống mái hết rồi đúng không? Là đúng, những cái cặp này là mình đang làm giống đúng không anh? Đúng rồi, cái này mình phân chống mái từ hồi nhỏ đó. Hồi nãy mình có chỉ là phân từ nhỏ luôn. Hình như không sai cặp nào. Không sai. Mình phân vậy là không sai. Còn các anh ở chỗ khác thì các anh nói mình nói phát. Nếu mà các anh nói phát, các anh chỉ mình sai chỗ nào để mình học hỏi các anh. Chứ mình lựa về đúng 100% rồi, không biết chỗ nào sai nữa hết. À, và cái bồ câu mà lúc mà anh nói là cho ăn ít á, thì tầm khoảng bao nhiêu tuần nữa thì mình bắt đầu mình cho ăn nhiều như những con cặp khác anh? Là coi như là mình mới bỏ ra mình cho 2 tháng đầu mình cho ăn ít. Tới tháng thứ 3 là mình hãy cho ăn đúng tiêu chuẩn cái bồ câu đẻ. Là nó sẽ rớt hộp lứa đầu luôn. Là sẽ đạt. Lúc đó mình cho ăn đều đặn hết. À vậy là có nghĩa là lý do mà bồ câu nhỏ nhỏ mình lựa hay chết đâu, nghĩa là mình cho nó ăn quá nhiều đúng không? Cho ăn quá nhiều. Nhiều trại bây giờ điện thoại anh Dũng ơi, bồ câu tôi sao nó tiêu chảy, nó đi phân xanh phân trắng, rồi sao nó mắc nổi hột, sao nó khò khè quá vậy anh Dũng? Mình xin đó hoặc lý do mà ăn nhiều vậy thôi. Ăn nhiều nó như nhiều cái biến chứng lắm. Nó qua cái khò kẹt rồi á. Nhớ các bạn nên nhớ nha, bồ câu dùng thuốc rồi bỏ không xài. Bây giờ mình mua chai thuốc cả 100.000 đúng không, mình đi xài có mấy cặp à, mình phải bỏ chai thuốc đó chứ. Hay gì mình tại sao mình không lấy cái cặp đó mình đi lội luôn, hoặc mình lúc đầu mình cho ăn ít thôi, mình đâu bị bệnh đâu. Ở đây mình Dũng để 100 cặp ra đúng 100 cặp luôn, không chết con nào. À, đây là những cặp mình đã lựa rồi phải không anh? Lựa rồi, lựa từ nhỏ nè, lựa từ nhỏ đó. Đúng trong mai chưa sai con nào. Những cái cặp mình lựa này thì tầm khoảng bao nhiêu lâu nữa nó bắt đầu đẻ? Cái này tầm bỏ con mẹ, tách mẹ ra thì mình không tính, mà lúc mà tách 35 ngày mình đem ra là cái này bồ câu này 2 tháng rưỡi rồi nè, 3 tháng là rớt hột. Bồ câu dữ dằn nhất, khó đẻ nhất là 3 tháng rưỡi lúc anh, khi tất mẹ ra. Nhưng mà mọi người có thể thấy là chim ở trại bồ câu mình giống mình nhìn lông rất là mượt đúng không anh? Đúng, lý do gì mình xịt sát trùng á. À quên, mình quên nói xịt sát trùng. Cái khâu xịt sát trùng là nó quan trọng lắm nha bà con. Là coi như là mình sẽ cắt trùng á, mình canh ngay mình đó. Cái bình xịt đó mình xịt ướt nó luôn. Mình ướt nó luôn. Bồ câu để giống. Còn bồ câu có con thì mình đừng xịt vô trứng nó hư đó. Bồ câu mà ra làng con mẹ tách ra. Cứ 4 ngày mình lên tắm nó một lần đi, lấy sắt trùng á, mình bắn vô mình đó. Cho nó ướt hết. Lông nó mượt nè. Nè, coi lông mượt được không? Đó, lông mượt. Nhìn cái con chim lông rất là mượt. Lông mượt. Mà lý do là mình xịt tắm nó mà nó không bệnh bậy nữa. À kiểu xịt sát trùng vậy để tiêu diệt những cái loại vi khuẩn virus đúng không anh? Không bị bệnh. Với lại mình xin nói một cái nha, chim bồ câu không bao giờ bị dịch tả nha các bạn. Lý do gì không? Máu lạnh. Bảo đảm hiện giờ những trại bồ câu lớn chưa bao giờ đi làm xét nghiệm đâu. Nếu mà cái trại bồ câu nào mà con nào bị dịch tả, mình chịu trách nhiệm cho. Chim bồ câu không bao giờ dịch tả. Chẳng hạn như giờ con gà là nó bị tả nha, con heo bị tả nha, cúm nè, nó ghê nhất đó. Gà là cúm là chết hết. Đó là bồ câu không bao giờ bị. Với lại mình xin nói thêm, có cái chị kia, bà có 5 tỷ. À, bà nói Dũng ơi, bây giờ em tư vấn cho chị nuôi cái gì được. Trời, mình đang nuôi bồ câu mà bà hỏi vậy á.
mình có phân tích cho chị nghe. Hôm nay là mình nói về 10 năm trở lại đây thôi. Con heo có lúc này lúc kia cũng chết, con gà cũng chết, mà con vịt càng chết nữa. Là ba cái đó chết rồi không? Rồi cái con dúi nè, cá sấu nè, rồi tất cả vân vân đều chết hết. Riêng bồ câu này là mình thấy chưa chết nha. Tại vì chính bản thân mình ký hợp đồng là coi như là hả, cái giá quy định đó là từ ở ký hợp đồng là từ đó đi lên, chứ không bao giờ mà từ cái hợp đồng đó mà đi xuống đâu. Không phải mà như những con khác, hôm nay thị trường xăng dầu lên là tính hạ, xăng dầu xuống tính lên, không có một giá một, hoặc tính lên chứ không giờ tính xuống. Tại mình ký hợp đồng như thế, mình bao bà con vĩnh viễn không cần mua con giống bên trại Minh Dũng, mua ở nơi khác, mình qua đây vẫn ký hợp đồng bao tiêu đầu ra, bà con yên tâm về con chim bồ câu. Nhưng mà chim ra đàn của mình thì cũng phải trên 5 lạng đúng không anh? Đúng, chim ra đàn này là phải trên 5 lạng. Mình đã giống, mình giống loại con lớn mà, mình bao hết tất cả. Dù bây giờ các bạn mà ký hợp đồng với mình là nuôi vài trăm ngàn đôi, mình cũng ký hợp đồng bao nhiêu sản phẩm luôn. Trại bồ câu Minh Dũng xài số lượng lớn mà. Nói chung là cũng không cần mua giống ở trại mình thì mình cũng vẫn hỗ trợ đầu ra và cũng vẫn hỗ trợ kinh nghiệm luôn. Vẫn chỉ kinh nghiệm. Tại vì mình lý do gì mình làm như vậy là coi như những cái trại khác người ta không có chỉ hết. Và người ta chỉ bán con giống, người ta không có thu. Mình thu để mình làm cái uy tín đó. Là coi như là mình có thể xài được vậy. Mình ta bốn cái nhà hàng mà. Mình xài thoải mái. Bồ câu là bồ câu sạch. Tại con bồ câu nó sạch lý do làm sao không? Ăn lúa mì nó đâu có ăn đâu. Mẹ nó đút sữa qua, mẹ nó tiêu hành sữa mới đút qua mà. Bổ nhất hiện giờ. 3-4 con gà hay là một con heo sữa ha, cái một con cá gì nữa cũng không bằng con bồ câu. Chính là nhà ba của mình bệnh rồi. Ăn uống nước yến hay là gì, uống nước yến thì nóng quá lên máu. Bồ câu ăn một cái là vài bữa nó khỏe. Rồi thì clip hôm nay thì ở trại Minh Dũng mình cũng đã có những cái thông tin về việc tách bồ câu á, thì cũng là những cái thông tin mà anh em có thể nắm cũng như là để tách cái bồ câu ở trại của mình nhé. Thì clip này thì mình cũng xin dừng ở đây Dũng ha. Xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con clip sau. Chào bà con.